Giống cỏ sứa Đan Lai là một loại giống cỏ thuộc họ cau lương, phát triển nhanh và đạt năng suất cao. Loại cỏ này có đặc điểm giống như cây ngô, chất dinh dưỡng cũng tương tự như cây ngô. Loại cỏ này rất non mềm và nhiều chất dinh dưỡng, chịu nóng tốt, càng nóng thì cỏ càng phát triển và có thể trồng ở tất cả các mùa trong năm, kể cả khí hậu lạnh.